mà chưa kịp nói nữa. Các vị hào hứng chưa? Rất vui đúng không ạ? Và từ sáng tới giờ thì nghe rất nhiều kiến thức của tất cả các chuyên viên dinh dưỡng, thì cảm giác được đó là hình như ở đâu đó có một môi trường mà người ta đang truyền tay nhau những kiến thức chăm sóc sức khỏe mà trước giờ mình chưa từng biết. Ở đây ai đến đây lần đầu tiên có thể làm quen với nhau được các anh chị? Wow, nhiều đúng không ạ? Một tràng pháo tay chào mừng tất cả các anh chị người mới ạ. Và ngày hôm nay thì Vinh cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui. Và cho Vinh gửi lời cảm ơn đến thầy cô Trung Thơ, thầy cô Chí Liên và ban tổ chức, tất cả các anh chị cho Vinh có cơ hội được đứng đây để chia sẻ cùng với cả nhà mình về kiến thức sức khỏe, cũng như là những cái điều mà làm sao để giúp cho cả nhà mình có được sức khỏe tốt hơn trong những thời gian tới. Và đặc biệt hơn nữa là gửi lời cảm ơn đến thầy chuyên viên dinh dưỡng thầy Trần Văn Chí và cho Vinh có cơ hội được đến đây cùng với cả nhà trong buổi chiều nay. Thầy Trần cảm ơn thầy. Và có phải là hôm nay mình đến để tìm giải pháp đúng không các chị? Và Vinh cũng đi tìm giải pháp, và cũng có một bà cụ này đi tìm giải pháp chăm sóc sức khỏe cho mình. Thì hôm đó bà cụ đi tìm rất là lâu rồi, bà đi đến một cái công viên, mệt quá thì ngồi xuống nghỉ. Thì bà ngồi xuống nghỉ thì ngồi kế bên mình đó là một cặp tình nhân. Cái cặp tình nhân này ngồi lại với nhau xong cái bắt đầu cái người cô con gái á, thường hai người yêu nhau làm gì các chị biết không? Con gái thì thích gì? Nhõng nhẽo, nói anh ơi cái tay em đau quá. Cái người con trai nó đau đau em, đưa tay lên cái hung cái chốc cái hỏi sao em? Hết đau rồi. Có ai được nghỉ hôn vậy chưa? Thấy im không? Cái ngồi nói chuyện một hồi cái người con gái cái đó, anh ơi cái vai em đau quá. Hỏi chỗ nào em? Cái đưa cái vai lên nè. Cái đây hả? Không cái chốc cái đó. Hết chưa? Hết rồi. Cái bắt đầu nó lên từ từ đó, cái tay lên đây. Cái hồi cái hồi thấy anh, cái môi em đau quá. Lên tới cái môi à, cái hỏi đau đâu, cái chu cái môi ra, cái hung cái chấp cái hết chưa? Hết rồi. Cái bà cụ ngồi cái bên, bà cụ thấy ê cậu trai trẻ, cậu con trai có đôi môi kỳ diệu, bệnh chỉ hỗ trợ sao? Thấy có giải pháp chưa? Vinh rất thích suy nghĩ tất cả chị. Tại vì mình nghĩ thôi là mình hết liền luôn à, không còn nữa. Và rất là vui. Và mỗi lần đến với Lập Sức Khỏe thì Vinh cảm thấy là mình lấy lại nguồn năng lượng của chính bản thân mình. Bởi vì hôm nay thầy giao cho Vinh một cái việc rất là quan trọng, đó chính là hôm nay giúp cho cả nhà mình học máu. Nó chiếu vợ ở nhà kém máu dữ lắm rồi, hôm nay tới Vinh cho nó bắt học máu. Nhưng mà cái máu này quan trọng lắm, cái máu này sẽ giúp cho tất cả các anh chị mình có được sức khỏe tốt. Và nếu như biết được kiến thức này thì từ đây về sau sẽ có một cái cảm giác là hạnh phúc từ việc gia đình lẫn cả con cái và cả từ đây về sau nữa, đúng không? Và hôm nay á, để có được những kiến thức này thì Vinh cho Vinh gửi lời cảm ơn đến thầy Trần Văn Chí. Và thầy truyền cảm ơn cho Vinh thông qua ba câu nói của thầy. Thầy nói là đừng giao sức khỏe của mình cho người có bằng cách quyết định, mà mình có quyền khỏe, mình có quyền có kiến thức về sức khỏe, và mình có quyền đem những trải nghiệm của mình để giúp cho nhiều người khác khỏe nữa. Và chính những gì thầy chia sẻ làm cho Vinh cảm giác được đó là nếu như hôm nay bản thân Vinh có được kiến thức thì cái người hạnh phúc đầu tiên đó chính là tại gia đình của mình. Và Vinh cảm thấy là rất an tâm vì khi đến được những lớp học sức khỏe giống như thế này. Bởi vì ngày xưa vấn đề của mẹ Vinh, một vấn đề đơn giản đó chính là rối loạn tiền đình. Mẹ Vinh bị rối loạn tiền đình 14 năm, và 14 năm vẫn kiên trì để đi tìm giải pháp và vẫn uống thuốc, vẫn chọn rất là nhiều thương hiệu để sử dụng. Nhưng mà khi đến với lớp học giống như thế này thì Vinh bắt đầu biết được giải pháp và làm sao để cải thiện cho mẹ. Và lúc đó thì mang kiến thức và mang những kinh nghiệm của thầy cô để về để dọn hỗ trợ cho mẹ, thì chỉ trong vòng 2 tháng thôi, chính thức 2 tháng thì vấn đề rối loạn tiền đình của mẹ kết thúc. Mẹ cảm thấy rất vui, mẹ cảm thấy rất là
thoải mái và mẹ không còn cái cảm giác khó chịu giống ngày xưa nữa. Vậy thì thầy nói là rối loạn tiền đình đơn giản chỉ là thiếu máu thôi. Vậy thì ở trong hội trường của mình, ai biết được mình thiếu hay đủ máu? Mình biết được không ạ? Có một cái người chị này nè, buổi chiều á thì chị ngủ sớm lắm, chị nói là để sáng mai chị đi làm. Sáng mai thức dậy chị bắt đầu chị chạy xuống dưới xe của mình để lấy xe chạy đi làm. Cái chị nhớ là chết rồi, hồi nãy quên lấy chìa khóa xe rồi. Chị chạy thẳng lên lầu 3 cái định lấy chìa khóa xe, cái ủa đèn chưa tắt, tắt bóng đèn xong đóng cửa cái đợt chạy xuống dưới, ủa chưa lấy chìa khóa nữa, chạy ngược cho lên, chạy lên trở lại xong cái thấy là cái đầu chưa có chảy, cầm cái lượng chảy đầu mấy cái xong bỏ lượng xuống chạy xuống dưới tiếp, cái chết rồi quên lấy chìa khóa xe. Cái nhìn cái lên ai giống gì giống chị đó không, có ai giống chị không? Trời, cũng nhiều cánh tay lắm đó, hỏi bị gì vậy? Thiếu máu đó. Mẹ Trinh gì nè, mẹ Trinh đang cầm cái dao trên tay. Ê, mày thấy cái dao để đâu không? Hỏi gì đó, cái bắt đầu bản thân Trinh thấy mắc cười, tại vì đang cầm trên tay mà. Nói mẹ đang cầm gì vậy? Đây hả? Có bao giờ mình cầm cái gì? Cầm cái gì trên tay không có hay, dắt cái lượng lên đầu cũng không biết luôn. Cứ đi kiếm hoài, đến khi nhìn mình trong gương thì mới thấy à cái đường ở trên đầu. Đúng không ạ? Đó là dấu hiệu của cơ thể đang bị thiếu máu. Thiếu máu thì hay quên. Và thấy ai hay quên thì đó là dấu hiệu thiếu máu đầu tiên đó các anh chị. Có phải là hình như càng lớn tuổi bắt đầu nói tại tuổi tác mới hay quên thôi, chứ đâu phải tại vấn đề là máu hay gì đâu, đúng không ạ? Quên là bình thường, nó có gì đâu. Bây giờ các anh chị thử, bây giờ bắt tay cái người bên cạnh mình đi, hai người kế bên bắt tay nhau thử coi, nhưng đừng nói gì hết nha, bắt tay thôi. Có nhiều người bắt tay xong thấy cái người kế bên cạnh mình sao tay lạnh ngắt, còn mình thì tay ấm mà hiểm mà. Vậy thì tay ấm với tay lạnh tay nào yên hả? Nắm ta cho mới yên đó mà. Vậy thì á, hôm nay khi mà Vinh đến Hội Sức Khỏe thì Vinh được bắt tay rất là nhiều người, thì cảm thấy là có những lúc mình nắm tay một người á, cái tay họ lạnh lắm, và đôi chân đôi khi cũng lạnh nữa. Đây đó là dấu hiệu của việc cái tay lạnh lắm. Và có một người cô này, chiều trời nắng chang chang, thấy mình bắt đầu mình đi tắm xong bước ra ngoài khoác lên một cái áo, sau đó mặc thêm một cái áo khoác nữa, xong với chồng mới hỏi là em sao mặc nhiều áo vậy, trời nóng lắm mà. Anh ơi lạnh lắm, mới tắm xong lạnh lắm. Và những người thiếu máu thường tắm xong là lạnh nhất, rất sợ cái cảm giác đó. Tắm xong là phải khoác mền, khoác áo khoác liền, vì cơ thể mình không đủ máu để vận hành nên nó không ấm được. Nãy giờ có chứng dính ai không? Có hả? Im phăng tắc luôn, mũi nó cao lên. Rất nhiều biểu hiện, nhiều lắm. Ví dụ như hôm nay lỡ như đang ngồi đám cưới á, mà ai có cảm giác là mình có đam mê ca hát á, cái MC đó là rất hy vọng rằng là hôm nay có những anh chị đam mê ca hát được đăng ký để hát trong chương trình sân khấu mình hôm nay, cái ngồi với tim đập nè, chưa kịp lên mà đập thẳng cái dưới rồi đó. Nói sao vậy? Thiếu máu tới, nó tới nữa đó. Và các chị biết là có nhiều người hở van tim mà cứ nghĩ rằng là trái tim mình đang bị hở thôi, chứ không hiểu rằng là căn nguyên đến từ việc thiếu máu. Nhưng mà đến từ buổi lớp học sức khỏe giống như thế này thì thầy cho Vinh hiểu được đó là nếu như mình giải quyết được vấn đề thiếu máu thì những vấn đề tiếp theo sẽ được giải quyết, và rất 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 nhiều vấn đề nữa các chị, còn nhiều vấn đề lắm. Vậy thì máu có quan trọng không? Rất quan trọng đúng không? Và hầu như là máu theo mình từng ngày. Và Vinh nghe thầy nói một câu đó chính là nơi nào mạch máu tắc, nơi đó sự sống tắc. Có phải là nếu như hôm nay mình thử dùng cái ngón tay mình á, mình cột cái cọng dây thông lại, một lát sau mình thấy gì? Mình thấy tim và tái, đúng không ạ? Và mình thấy tê và nó tái đi. Hồi sáng thì Vinh nghe chuyên viên dinh dưỡng anh Trung Minh Khang nói là tê tái đó, tê là do thiếu canxi, là do xương, còn tái là thiếu máu, còn tê tái là vừa hư xương vừa thiếu máu luôn. Đó nên là để hiểu được cơ thể thì những lớp học sức khỏe này được tạo ra để giúp cho cả nhà mình hiểu được những dấu hiệu này nè đang báo với mình là cái gì vậy trời, sao tự nhiên bữa nay chảy đầu.
đầu mà tóc nó rụng nhiều quá. Mỗi khi chải đầu thấy cũng bình thường, bữa nay chải càng chải nó càng rụng. Hình như là chị em phụ nữ bị cái này nhiều. Đúng không? Và có một người chị ở Vinh quen nữa, là chị có một cái bài toán kinh tế rất hay. Chị biết là đến một giai đoạn tóc chị sẽ rụng nhiều thì chị mới tìm đến một cái mối á. Cái mối người ta thu mua tóc á, thì mỗi một ngày chị chải xong cái chị lụm tóc đó chị bỏ vô cái hộp giấy. Chị bỏ đến độ là sau một năm chị bán được 600 ngàn luôn đó. Thấy tiết kiệm ghê chưa? Tính ra cũng tóc cũng tốt chứ bộ. Chứ giờ ai bán tóc đâu, chị đó tận dụng cái việc thiếu máu của mình mà bán được tiền đó trời. Nó là cả nhà mình coi có liên hệ được thì liên hệ nha. Được không? Đó, và rất nhiều vấn đề. Và đặc biệt á, có những người khi mà cưới nhau về lúc mà tuổi đôi mươi á, tuổi đôi mươi cưới nhau về thì chỉ cần có đủ không gian thôi, hai vợ chồng kế bên nhau à. Chị nghe tiếng cười gì? Nghĩ gì nữa? Đang nghĩ không gian này hai đứa biết làm gì chứ. Nhưng mà đến một giai đoạn mà người phụ nữ cảm thấy là xa ra, đừng chạm vào tôi. Lúc này mà công an nó là muốn đánh mà không ở tù là tôi đánh chết. Rất là sợ. Bởi vì người phụ nữ lúc này thiếu máu. Vậy thì hiểu được là hôm nay máu quan trọng với cơ thể như vậy đó. Nhưng mà hỏi là máu có vai trò gì với cơ thể mình nữa nè? Máu vận chuyển cái gì trong cơ thể nữa? Đúng không? Hôm nay Jin sẽ chia sẻ với cái nhà mình cụ thể về máu, đúng không? Thấy học máu quan trọng chưa? Học máu hôm nay không tốn bông gòn, chỉ tốn giấy và viết thôi. Được các chị? Rồi, chị đi xin các bạn nha. Và rất là nhiều kiến thức. Và một chút xíu nữa sau phần chia sẻ của Vinh, đó là phần chia sẻ của thầy của Vinh, đó là thầy Trần Văn Chí. Thầy sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị vấn đề về bệnh tự miễn. Và căn bệnh này là một trong những vấn đề nhức nhối. Ủa, các bạn Vinh nhớ là nhức nhối chỉ có vấn đề về xương khớp nhất thôi, tại sao vấn đề này cũng nhức? Và đó là căn bệnh chịu liên quan đến vảy nến và acid nữa các anh chị. Và một số vấn đề là gọi là mãn tính không lây á, thì một chút xíu nữa thì thầy sẽ chia sẻ giúp cả nhà mình giải quyết một số vấn đề mà hiện nay Tây y đã giải quyết và giúp đỡ rất nhiều nhưng mà vẫn chưa triệt để, thì hôm nay thầy sẽ giúp cho cả nhà mình vấn đề này, đúng không ạ? Rồi bây giờ Vinh sẽ chia sẻ với cả nhà mình về máu. Vậy thì cái đơn giản nhất mà mọi người hay hình dung á, ở đây có ai bị khô máu không? À, ai đang khô máu? Hơ gì vậy hả? Cái chị hỏi người kế bên mình đi, hỏi làm sao có máu lại đi. Đó, khô máu, các chị đưa tay không biết mà các chị đang nói về tiền đúng không? Ta nói là mỗi lần nói khô máu là biết hết tiền rồi đó. Vậy thì ta quý đó là tiền với máu quan trọng giống như nhau. Nhưng mà nếu như mình khô máu trong túi á thì có thể kiếm chỗ khác lấy được. Nhưng mà nếu như khô máu thật sự thì lấy máu đầu bơm. Đúng không ạ? Vậy thì lớp học hôm nay sẽ giúp cho cả nhà mình bơm máu lại thông qua kiến thức mà mình có được. Đúng không ạ? Phải thi. Hôm nay tất cả các anh chị mình từ nhà đến đây, mình đi bằng phương tiện gì? Để chị hỏi đi. Chú hôm nay chú đến đây làm thứ mấy? Lần đầu tiên chú đi bằng phương tiện gì? Đi xe máy, tự chạy luôn hả chú? Tự chạy luôn. Wow, hôm nay chú nhìn rất là trẻ, một chạy hoa tay cho chú các chị. Rồi, vậy thì hôm nay chú có xe, nhưng mà để chiếc xe này chạy được thì có cái gì? Có xăng, có nhớ. Rồi, bây giờ có xăng, có nhớ, có xe luôn, mà muốn di chuyển được tới đây thì cần có cái gì? Cần có con đường để đi. Vinh nó chi hết siêu thị mà không nói con đường nào để đi hết, khó đi quá. Đúng không? Vậy thì á, hôm nay con đường này đại diện cho mạch máu của mình. Và chiếc xe này đại diện cho máu của mình. Vậy thì chiếc xe này chở ai tới? Chở mình tới. Vậy thì máu này chở cái gì để nuôi cơ thể mình đây? Đúng không? Máu này chở cái gì? Nãy giờ Vinh nghe chuyên viên dưỡng anh Lê Hoàng Cưng chia sẻ thì Vinh cảm thấy là hình như người ta nhịn ăn, nhịn uống được lâu hơn nhịn thở đó các chị.
Bây giờ cả nhà mình thử tưởng tượng mình nín thở 5 phút thôi. Bây giờ mình làm thử được không? Đếm nè, 1, 2, 3. Không chịu luôn hả? Sao vậy? Nín thở chút xíu à. Từ đó, từ lúc mẹ sinh ra tới bây giờ thở nhiều lần rồi, bây giờ nín thở chút xíu sao đâu? Không sao đúng không? Vậy thì khi mình không thở thì hầu như máu của mình lúc này, mình nhìn cái mặt mà ai mà bị bịt mũi á, thử nín thở chút xíu thì mình thấy gương mặt họ làm sao? Họ tái nhợt đúng không? Mà nếu như nhìn một người mà tự nhiên mà thấy họ tự nhiên tái nhợt, mình nói gì? Không phải thiếu máu đâu, thiếu tiền. Tại vì thiếu tiền ra ngoài không dám mua gì hết á, tái đúng không? Nhưng mà đối với sức khỏe thì khi mà một người không thở được thì cơ thể họ bị thiếu oxy, và máu không mang được oxy thì cơ thể lúc này tím tái trở lại. Và cái việc oxy này nè, chút xíu nữa Trinh sẽ chia sẻ với cả nhà một đoạn video để cả nhà mình thấy được nguyên một cái quá trình máu sẽ mang tất cả những cái này Trinh chia sẻ, và từng thứ tự một trong cơ thể của mình. Nhưng mà đôi khi á, mình cũng không hiểu rằng là oxy này vô cần máu đi đâu. Đó mà oxy hết thì vô thôi. Nhưng mà có rõ chỗ nào không phải là môi trường không khí sạch á thì gán hết vô, nhưng mà đâu biết được đó là hôm nay máu mình đang vận chuyển cái này nè. Nếu như tưởng tượng, cả nhà tưởng tượng thử mình đang đứng ở một cái vùng, và cái vùng đó rất là ô nhiễm, mà mình thở thì mình có cảm giác gì? Rất nặng cái ngực, ngọt đúng không? Bởi vì thiếu oxy này nè. Và oxy này là một nhiệm vụ, đó chính là mang biến cái máu màu đỏ thẫm thành máu đỏ tươi. Nên là có nhiều người á, mình cảm thấy là cái màu da của họ, có nhiều người da hồng hào dữ lắm, nhưng có nhiều người da tái nhợt à. Bởi vì cơ thể nào đủ oxy thì da sẽ đẹp trở lại, được không? Vậy thì cái thứ hai mà máu mang đi cái thứ hai đó chính là mang hệ miễn dịch. Mang hệ miễn dịch đi. Các chị hình dung hệ miễn dịch là cái gì không? Hệ miễn dịch chính là sức đề kháng. Ví dụ như có hai cậu thanh niên đi ra ngoài đường, một người, hai người cùng dầm mưa giống nãy đó, mưa chút xíu mà nước tầm đề đó, nhưng mà về nhà có một người bị bệnh nè, người kia không bị. Mình thấy nhiều trường hợp này không? Đi với bạn mình sắp về nhà chứ sao mày yếu vậy? Đi cái chút xíu mà về bệnh rồi. Vậy thì cái yếu đó là yếu gì? Yếu sức đề kháng. Sức đề kháng yếu. Vậy thì đặt cho chấm hỏi là hôm nay cái sức đề kháng này yếu là do thiếu máu vận chuyển hay là bản thân sức đề kháng yếu thiệt? Đó là lúc mà mình thấy một người mà dễ bị cảm như vậy đó, thì hãy có kiến thức để làm sao bù lại cho họ cái này nè. Đó, đó là hệ miễn dịch trong cơ thể của mình. Và cái thứ ba mà máu mình mang đi đó chính là nội tiết tố. Nội tiết tố là nam có hay nữ có các anh chị? Hả? Và các anh chị biết là cái này nè, cái nội tiết tố nè. Và đối với nữ giới á, rất sợ thời kỳ mãn kinh. Đúng rồi, Vinh không phải nữ nhưng cũng sợ à. Các anh chị biết ra sao sợ không? Sợ vợ mình mất. Bởi vì Vinh nghe thầy nói là khi nào mãn kinh tới thì thanh xuân ra đi. Đúng rồi. Vậy thì nếu thanh xuân ra đi thì người phụ nữ có cảm giác gì? Nhanh, nheo, rồi nhéo. Không thích cái cảm giác mà cần gần gũi đâu. Nên là mỗi lần mà chồng mà tiến gần cái là tự nhiên là tìm cách bỏ đi nhờ. Bởi vì cái này nè, cái này nó không có giải quyết được vấn đề đó. Và ở những lớp học thì Trinh nghe được đó là khi mà một người phụ nữ đến cái giai đoạn mà nội tiết tố có vấn đề á, thì cái ham muốn không còn nữa. Và thậm chí lúc mà mình có đi nữa, mình cố gắng gượng ép đi nữa thì nó cũng không được trơn tru. Nhưng mà với cái suy nghĩ người đàn ông thì không hiểu cái này, nhưng người phụ nữ thì cảm thấy lo, rất là sợ cái này. Nhưng mà nếu như mình hiểu được căn nguyên nó nằm ở đủ máu, ông cái ông này điện nước tràn về, anh ơi tới đi anh này. Nhưng mà không hiểu, nói bác sĩ ơi, thời gian gần đây vấn đề vợ chồng tôi có vấn đề lắm nhưng mà không biết làm sao.
Chẳng lẽ tim chất nhờn giống như dịch glucosamine vô đây? Làm sao được đúng không? Cái nào cũng có giải pháp riêng của nó. Nhưng mà đối với ông này thì cần phải có đủ máu. Và khi có đủ máu rồi thì tự nhiên mọi vấn đề được giải quyết. Và có một cái bài thơ hồi nãy em có đọc, đó là đối với nam giới á, và đối với giới tính trong việc nội tiết tố này nè, thì sẽ phân biệt rõ nam là nam mà nữ là nữ, không có giới tính thứ ba, không có giới tính thứ ba. Nhưng bây giờ các chị thấy giới tính thứ ba nhiều không? Tại sao nhiều như vậy? Bởi vì hôm nay một số vấn đề nào đó, vì lý do là môi trường, vì lý do thức ăn, vì lý do không khí, và làm cho cơ thể mình bị rối loạn về nhiễm sắc tố, về rối loạn về máu, về tất cả những vấn đề trong cơ thể của mình, thì hành lên thế giới thứ ba. Và có một cái người con trai này nè, là anh hỏi đó, nếu biết ngày mai em lấy chồng, cho anh hỏi người đó đẹp trai không, để anh đi đến mà cua nó, bởi vì anh biết như thế mới ấm lòng. Cái gì biết tại sao không? Bởi vì cái người con trai đó yêu con gái là để làm mất bình phong thôi. Thật ra anh ấy mới là người tôi thích đó, được không? Ta nói là hay là ơi, tôi không phải là cái thứ ba, nhưng bạn trai tôi mới là cái thứ ba thôi, đúng không? Và chính là cái này là cái gì, nếu như máu đầy đủ và giải quyết được cái nội tiết tố này, và nếu như có những đứa con tự nhiên mình cảm thấy hình như con của mình đang ở trong một giai đoạn và cái giới tính không được giống như mình muốn nữa rồi, thì hãy quay lại hỏi là làm sao để cân bằng lại và đưa đến một môi trường thích hợp để thay đổi cái này nè. Thay đổi cái này, và ở cái môi trường riết thì bắt đầu giới tính được cân bằng trở lại, trả về đúng nguyên vẹn. Nhưng mà đôi khi nói tại sao mày lại như vậy, tao đâu muốn vậy đâu, nhưng mà không hiểu được tận sâu bên trong cái gì quyết định nên giới tính, được không? Nếu như hôm nay cả nhà mình đến với lớp học sức khỏe, mình hiểu được tận sâu bên trong cái nội tiết tố này, giải quyết được vấn đề giới tính như thế nào, chỉ cần giải quyết đúng cái này cái thì tự nhiên con mình trở lại Việt Nam mình đứng lên bd thằng con, được không? Rồi, cái này thứ tư đó là rác. Cái rác trong cơ thể mình có rác không? Tự nhiên nó ủa sống máu vẫn chuyển rác trời đó mà. Và mình ăn đâu bao giờ ăn rác đâu, tại sao cơ thể lại có rác? Và khi sáng thì Vinh nghe các chuyên viên dinh dưỡng có chia sẻ, đó là rác trong cơ thể này đơn giản lắm. Đó là cái gì? Đó là có hai cái vợ chồng này nè, đơn giản những ví dụ rác cả nhà mình thôi. Có hai cái cặp này yêu nhau đến năm 70 tuổi và đi ra ngoài công viên nắm tay nhau thật chặt, đi hoài. Tự nhiên cái bà vợ hỏi, trời ơi lâu lắm rồi ông chồng mình mới nắm tay mình chặt như vậy, cái hỏi anh ơi sao anh nắm tay em chặt như vậy, không phải gọt bẻ bỏ được tiếng cạnh xin á, gọt bẻ bỏ không ra, bắt đầu gỡ ra được rồi đi thêm một đoạn nữa thì bắt đầu cái người chồng và vợ thấy là ở công viên đó có một cái nhà, và cái nhà này là để đo coi là cái sức khỏe cơ thể mình như thế nào. Thì cái người vợ nói anh lên trên đó anh đo đi coi sức khỏe anh tốt không. Thì lúc này cái ông chồng thương vợ quá, bắt đầu nói được rồi anh lên anh đo cho. Thì đầu tiên là khai báo chiều cao, sau đó lại mua một cái thẻ đút vào cái máy, sau đó ông chồng bước lên, xong cái cân nặng đó là cao 1m67, nặng 45kg, suy dinh dưỡng trầm trọng. Thôi đừng biết lên máy lúc đầu mình được khen ngợi hay gì, tự nhiên cái máy nó nói mình suy dinh dưỡng, cái cảm thấy không được chua cho lắm. Xong đó bà đó tự nhiên kêu tôi lên đo, bây giờ tới bà đo đi, bắt đầu đổi người đo. Cái cô vợ lúc này cũng bắt đầu mua cái thẻ đút vào cái máy, cô vợ bước lên trên, xong cái máy không nói tiếng nào hết, xong cái bắt đầu ủa sao kỳ thế, cái ông chồng đưa thêm cái thẻ nữa đút vô cũng không nói luôn, mua thêm cái nữa đút vô, cái máy này hư rồi. Cái bà vợ bước xuống cái máy đó vui lòng bước lên từng người một. Cái gì tưởng tượng cô vợ cái thể hình cỡ nào á đó. Thông qua câu chuyện thì biết được cái rác đó chính là cái mỡ đó. Có ai từng đi cân vậy chưa? Đó. Và chính cái này nè,
Chị em phụ nữ rất sợ cái mỡ này. Tăng cái gì cũng được, đừng tăng cái mỡ là được rồi. Và có nhiều lần Vinh hỗ trợ sức khỏe cho một người cô nè. Thực tế thì có những giai đoạn mình tăng nhưng nó không ảnh hưởng tới sức khỏe, bởi vì mình đang tìm cách để cân bằng lại cơ thể. Nhưng mà nếu như không có kiến thức mà tăng lên cái chết rồi, phải nhịn ăn thôi. Và thầy nói là nhịn ăn đó là giải pháp không thông minh, bởi vì mỗi một ngày cần phải ăn mới có năng lượng cung cấp. Hôm nay nhịn ăn thì lấy cái gì có năng lượng? Và có một người, một đứa em này nè, muốn giảm cân á mà ăn liên tục, hỏi sao vậy? Ăn mới có sức mà giảm. Rồi ai có vậy không? Muốn giảm cân đó nhưng mà không ăn là không có sức giảm đâu, phải ăn. Và có một cái người chị này nè, hỏi chị giữa tình yêu và thức ăn thì chị chọn cái nào? Cái người chị này nín hinh không trả lời câu nào hết. Hỏi sao vậy? Tôi đang bận nhai. Đang nhai không thể trả lời được. Vậy thì biết đáp án là yêu và ăn, cái này quan trọng rồi đó mà. Ăn. Con đường đi đến trái tim phụ nữ ngắn nhất đó chính là đi từ cái miệng tới bao tử thôi, là chạm được trái tim liền à. Muốn chạm trái tim phụ nữ đi thẳng tới cái bao tử là được. Nhưng anh biết tự nhiên anh ơi, em cũng nghĩ mới còn sao. Không sao. Đừng nghe con nói không sao đó nha. Có những lúc đợi nó dốc đó. Ai thích cái đẹp? Ai thích người đàn ông mình đẹp? Vậy đàn ông thích phụ nữ đẹp không? Vậy lúc đó mà không nói vậy chết liền đó. Đó là tự nhiên mình hiểu được cái mình biết ít ăn loại liền không à. Vậy cái rác này không phải đơn giản là mỡ không, mà cái rác này nó còn một cái nữa, chính là mình đi phân đó. Có bao giờ mình tự hỏi ủa sao đi phân chi vậy trời? Một ngày phải dành nửa tiếng đồng hồ ở trong đó đó. Đúng cái ra nửa tiếng đó tôi kiếm được tiền nhiều lắm đó trời. Có ai tiết kiệm thời gian để cái điện ngồi cho mày không? Có ai không? Có nhiều cô chú khi mà Vinh gặp một tuần mới đi cầu một lần. Một tuần đi lần. Phải đi một tuần đi một lần. Thứ nhất là mình nhìn cái da mặt thôi là mình biết được cái người này đi cầu ít liền thôi. Bởi vì da mặt lúc này nó đen, nó sậm lại, cái màu sắc không được tươi nữa. Và Vinh có hỗ trợ một người chị của mình, là chị bị bón. Chị cứ một tuần chị đi cầu một lần. Và có những ngày chị bước vô trong cái nhà vệ sinh á, chị ngồi đúng nửa tiếng đồng hồ. Và sau đó chị đứng lên và bước ra ngoài trong sự thất vọng. Bởi vì nhu cầu không được giải quyết. Ngồi mình muốn gì? Trời ơi, ra lẹ giùm cái đi chào. Nó không chịu ra. Bởi vì nếu như mình hiểu được cái này nha, làm sao nó ra kìa. Không hỏi, không hiểu được tại sao nó ở cái đó. Muốn ra lắm, cả nhà tưởng tượng thử. Nếu như hôm nay mình mua một cái món, một cái loại rau, một cái loại gì đó, mình về mình muốn cá này vậy đó, cái là mình bỏ sọc rác. Tới chiều mình chưa dập đổ thùng rác đi thì mình có mùi gì? Mùi hôi. Để qua ngày thứ hai, thứ ba có dồi đó, thứ tư. Nhưng hãy tưởng tượng nó nằm trong bụng mình một tuần lễ thì sao? Một tuần trong bụng đó là mình ăn hết cái đó dồn vô bụng nè, mà nó không đi ra được thì nó ở trong tuần. Thì lúc này hệ thống hại khuẩn trong cơ thể xuất hiện. Và chính cái hại khuẩn này làm phân rất hôi. Và chính cái hại khuẩn này làm suy giảm hệ miễn dịch. Và làm cho cơ thể mình lúc này cảm thấy yếu ớt. Và cơ thể cảm thấy nó mệt mỏi lúc nào cũng cơ thể bụng bụng chứ. Vậy thì nếu như mình giải quyết được chính cái này nè, làm sao để đi cầu được mỗi ngày, và thậm chí là cái giờ đi từ 5 giờ tới 7 giờ sáng là cái giờ tốt nhất để đi. Nhưng Vinh biết nếu như các chị mà có dấu hiệu nãy giờ Vinh nói thì không bao giờ đi đúng giờ này. Dấu hiệu nãy giờ Vinh nói thì thiếu máu, thì không bao giờ đi đúng cái giờ này. Và thậm chí có những ngày đi đúng nhưng ngày mai đi lệch liền luôn. Bữa nay đúng đó, ngày mai nó lệch mất đi. Nhưng cái người đủ máu thì hôm nay giờ này, ngày mai cũng giờ này, ngày mốt cũng giờ này, đúng con giờ một. Nhưng mình thiếu máu thì cái giờ này nó không phân định được, biết sao nó ra được là mình nè. Đúng không? Tại vì hôm nay
quay lại, ủa Thảo đi phân mà đi quên tới máu nữa trời. Vậy thì gối rộng tiền đình mà giải quyết ngay vấn đề hết tá bốn thì hình như thằng này cũng được giải quyết luôn đó. Thế nó ngộ ngộ đúng không? Nhưng mà bình thường cái vấn đề mà cái này nè, đi ra bệnh viện á, ngại lắm. Bác sĩ là nhức đầu thôi à, là đưa hết nhức đầu thôi, bao tử đau à, hết bao tử thôi, còn cái khác khỏi. Bốn không nói đâu. Và đặc biệt chỉ là cái khó nói nhất, đặc biệt phụ nữ ha. Nhưng mà nếu cái này lâu ngày là con nè, đó. Vậy thì cái cuối cùng mà máu này vẫn chuyển đó chính là dinh dưỡng. Dinh dưỡng, cái thứ năm. Vậy thì máu nè, hôm nay máu giống như một chiếc xe trong cơ thể của mình. Và sau khi mình ăn xong thì thức ăn này sẽ đi đâu? Theo các chị sẽ đi đâu? Mình ăn vô rồi đó, sẽ đi đâu? Vô bao tử, tới bao tử xong đi đâu nữa? Tới cái ruột, rồi xong đi ra ngoài luôn. Hay ở lại? Nhưng mà rõ ràng là mình ăn vô con cá, nhưng mà đâu ra con cá đâu. Đúng không? Mình ăn vô con cá, nó không ra con cá mà nó ra cái khác. Vậy thì cái gì nó tạo nên con cá này nè? Ở trong con cá này cơ thể lấy hết, cơ thể lấy chất dinh dưỡng ra hết luôn. Cơ thể lấy hết chất dinh dưỡng trong con cá và theo dòng máu chạy khắp cơ thể để nuôi lấy mình. Và nếu như hôm nay mà cơ thể mình á bắt đầu lấy được dinh dưỡng từ thức ăn rồi, mà chạy khắp cơ thể mà gặp ngay một cô, một chú, một người nào đó mà có vấn đề về bệnh tiểu đường, người ta nói là tiểu đường thì có nguy cơ đứt tay không lành á, hoặc là bị hoại tử á. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà đường tăng cao là nghẽn mạch máu. Khi mà nghẽn mạch máu thì dinh dưỡng không tới nuôi chỗ đó được, biết chỗ đó nó chết. Máu nè, máu mang dinh dưỡng đi nè, mà chỗ đó nó bị đường tắc nghẽn lại, nó không nuôi được nữa, thì lúc này nó bị chết chỗ đó từ từ. Và không nuôi được riết, giống như cái cây mà thiếu nước vậy đó. Cái cây một ngày thiếu nước thì sao các chị? Thì khô, thì héo, sao nó khô đúng không? Khô dần, khô dần. Vậy thì cơ thể mình mà thiếu máu cũng héo, cũng khô giống vậy. Nên một người nhìn thấy lúc nào cũng héo héo, khô khô, thiếu máu luôn. Đi học máu với tôi đi. Vậy thì đặt dấu chấm hỏi hôm nay, máu quan trọng với cơ thể mình như vậy thì làm sao để đủ máu? Cái gì quan tâm làm sao đủ máu à? Nếu như mình biết được cái cách đủ máu thì mình sẽ giải quyết tất cả những vấn đề nãy giờ mình chia sẻ. Từ việc hay quên, từ việc không còn sợ chồng nữa, từ cái việc nắm tay ấm áp, từ cái việc sức đề kháng khỏe lên, tất cả mọi thứ thì mình được giải quyết hơn. Vậy thì hôm nay làm sao để đủ máu? Vậy thì máu để đủ là mình sẽ uống thuốc hay mình uống cái gì? Theo các anh chị nè, giữa phòng bệnh và chữa bệnh thì cái nào mình mong muốn hơn? Tại sao muốn phòng hơn? Tại vì phòng, tại vì không muốn đến bệnh viện thôi. Đó mà không muốn tốn tiền đâu. Không muốn bệnh. Không muốn bệnh. Vậy thì phòng bệnh sẽ tốt hơn chữa bệnh. Vậy thì hôm nay mình phòng để đừng có bệnh. Vậy thì theo các chị phòng bệnh là uống đủ thuốc hay ăn đủ chất? Vậy tại sao lúc khi mình bệnh rồi thì lại chọn? Nè nè nè, quay lại nè. Này rõ nè. Phòng bệnh là uống thuốc hay là ăn? Phòng á là ăn đúng không? Là ăn. Nhưng mà vậy thì nếu như hôm nay mình ít ăn thì bệnh không? Thì bệnh, ít ăn là bệnh đúng không? Vậy thì bệnh thì làm gì? Đi uống thuốc mà quên đi, ủa sao ăn vô cho đủ cắt đi hết bệnh chạy. Đúng các chị? Tới lúc bệnh cái bác sĩ ơi uống thuốc gì bác sĩ? Và đây chính là nguyên lý cơ bản khi mà đến lớp học đại dinh được thầy cô chia sẻ dinh hiểu đó các chị. Và Vinh hiểu được là hôm nay mình phòng bệnh là mình không phải ăn uống đủ thuốc đâu, mà chỉ cần ăn đủ chất thì cơ thể mình sẽ khỏe. Vậy thì nếu như hôm nay mình mà thiếu chất cái thì cơ thể tự nhiên nó bệnh liền. Ví dụ như thiếu canxi thì nó không nhúc nhích nữa.
chỗ nào nhúc nhích chỗ đó cần canxi, mà bữa nay cô vợ nên ăn chỗ này, thấy anh ít nhúc nhích rồi đó, uống canxi đi nghe, bỏ xong canxi vô nhúc nhích trở lại. Anh có nào mà cười dữ vậy? Đi làm trời ơi, cái chợ mẻ đó ai không đi làm được, được không? Nhưng không hiểu cái chuyện gì vậy. Thì hôm nay để có đủ máu thì uống đủ thuốc hay ăn đủ chất, phải thì ăn cái gì và cái dinh dưỡng cho máu cần này các chị, nhìn sẽ vẽ các chị thấy dinh dưỡng cho máu cần nha. Dinh dưỡng cho máu cần đó chính là protein hay còn gọi là đạm á, vitamin nhóm B, sắt, canxi và omega 3. Vậy thì những chất dinh dưỡng này thường có ở đâu? Đó. Ví dụ như hôm nay dinh nó nói protein để tạo máu, của protein này lấy đâu? Mỗi một ngày mình ăn cái gì để cung cấp cái đạm này các gì? Thịt cá đúng không? Rồi thịt với cá. Nhưng mà hôm nay người ta gọi thế kỷ 21 của mình là thế kỷ của đặc tuần. Có nhiều người nuôi cái con heo ngày xưa 12 tháng là lên 100kg, bây giờ nuôi 3 tháng là ra được 100 rồi. 3 tháng là bao nhiêu ngày? Gần 100 ngày. 100 ngày, 100kg một ngày. 1kg. Thì con heo có gì cũng đủ. Và ăn cái thịt con heo vô đồng nghĩa ăn luôn cái chất tăng trọng tăng dưỡng vô trong cơ thể. Đó là lý do vì sao bây giờ con gái 8-9 tuổi có kinh nguyệt vậy đó. Có nhiều bạn vậy đó. Và có nhiều bạn nam á, tuổi còn nhỏ xíu à, mà vùng cánh có lông rồi, và cơ quan sinh dục gọi là phát triển luôn rồi, quá nhanh, bởi vì gián tiếp đưa thuốc tăng trọng tăng trưởng vào trong cơ thể. Và nó là mang đa số, nếu như không đến đòi sức khỏe này thì trên cục sẽ mang cái suy nghĩ của mình đó là ăn nhiều thịt đi con cho khỏe, nhưng mà càng ăn nhiều thịt thì càng đưa nhiều cái đó vô trong cơ thể, và càng đưa nhiều thì cơ thể nó càng lỏng cái này. Và cái nữa, ví dụ vitamin nhóm B, ủa cái nhóm B này là gì ta? B này là những thực phẩm màu vàng á, và đặc biệt có trong gạo ngày xưa nha. Gạo ngày xưa ở đây cô chú nào cho Vinh hỏi mình biết nấu cơm xong mà nước cơm màu đỏ ngày xưa nha, bây giờ không có đâu, nấu cơm chắc nước cơm xong nước cơm màu đỏ ngày xưa đúng không? Ngày xưa là Vinh nhớ là ông ngoại Vinh cắt lúa xong về nhà với ông chả tất được cái vỏ chấu ra thôi lỡ là nấu cơm được rồi. Nhưng bây giờ về nhà mà cái nồi cơm nấu xong mà hạt gạo không trắng là không chịu, phải bóng á, thậm chí bóng nhìn vô thấy gương mặt luôn mới chịu. Và đi chà gạo á, cái hạt gạo của mình ngày xưa nó có một lớp màu đỏ đỏ nó bao áo bên ngoài, ăn ngày xưa ăn vậy đó, nhưng mà khỏe không? Khỏe lắm, học bệnh chứ á. Nhưng bây giờ có mất tiêu lớp rồi, cái lớp đó nó biến thành cám cho heo, chà cho nó bóng thì mà bóng thì cái lớp đó nó đưa về trong kia. Nhưng mà thầy nói là trong chính cái lớp màu đó là cái chất vitamin nhóm B này rất nhiều và có chất xơ rất nhiều, sẽ giúp cho người ta ngăn ngừa được vấn đề tiểu đường cũng như là vấn đề tiêu hóa. Đó là lý do vì sao cụ cao niên ngày xưa trí nhớ rất tốt, đúng không? Trí nhớ rất tốt luôn, bởi vì cơ thể có cái này nè, ăn uống có đủ cái này nè, còn bây giờ thì không đủ nữa, sắt thì có đâu, ra ngoài chợ mua miếng sắt về bổ sung. Hay sao các chị? Sắt này thường có trong rau muống á, hoặc là củ dền mình nói các chị, được không? Rau muống hoặc củ dền. Nếu như mình nhà mình tự nhiên thì có thể, nhưng mà bây giờ không chỉ tự nhiên chứ, bây giờ hay lắm, cũng cầu gì cũng nuôi không à. Và ở dưới quê Vinh cái này là kinh nghiệm nhà Vinh để có được sức khỏe tốt các chị, nói nhỏ đừng nói dài. Nhà Vinh có ở dưới quê có vài công đất thôi, thì có 5 công trồng để bán, còn 1 công trồng để ăn. Nó nhỏ được nói, tại vì mẹ đi bán. Một cái 5 cái công này trồng đó là, hỏi mẹ sao trồng riêng chi vậy? Cái công này đừng có xịt thuốc, để nhà ăn cho nó khỏe.
định dính thuốc bán cái này đi. Cái ông nhà cây bên trồng rau, ổng cũng có 5 luống trồng rau, 1 luống ở nhà để ăn. Thì ổng xịt cái 5 luống kia ổng bán cho nhà Vinh ăn cái đó. Còn Vinh thì bán cái miếng đất đó, miếng bán cái đạo đó, cho bên kia nó ăn. Hai bên ăn quá chất hết, quê. Thế bây giờ chỉ đó, ai cũng muốn khỏe cho nó, nhưng mà có cái khỏe để có món à. Còn những món khác cũng phải đưa chồn. Nếu mà không thể nào, đó là thầy nói là mình không thể nào loại bỏ được những cái độc tố bên ngoài vào cơ thể, nhưng phải tìm cách thanh lọc cơ thể của mình. Vậy thì hôm nay đến đây cả nhà mình sẽ biết được giải pháp thanh lọc cơ thể, đúng không? Vậy thì canxi nè, canxi có đâu? Thực phẩm màu trắng. Omega 3 có đâu? Có trong cá mà có mỡ á, đúng không? Đó rất là nhiều thứ. Nhưng mà hầu như bây giờ cơ thể mình có rất nhiều ở thế kỷ 21 là độc tố trong này. Và có một câu chuyện thầy kể cho nghe, đó là có ba cái người tử tù này, là đến cái ngày tử tù rồi và người ta chọn giải pháp tử tù cho phim đẹp, đó là tiêm thuốc độc. Có một người Nhật, một người Mỹ và một người Việt Nam. Thì cái người Nhật á tiến lên để tiêm thuốc độc, thì người ta bơm vô nửa ống chích thôi mà chích vô cái người Nhật ngã ngang chết. Cái người Mỹ bước lên, người ta bơm vô nửa ống chích vô chưa chết, bơm thêm nửa ống nữa chích chết, mới còn ống chết à. Người Việt Nam bước lên tiêm nửa ống chưa chết, tiêm thêm một ống chưa chết luôn, tiêm thêm ống thứ ba cũng không chết. Em hỏi anh ơi, anh ở nước nào vậy? Hỏi anh tiêm gì vậy? Thuốc độc. Trời ơi, không bằng thức ăn tôi ăn mỗi ngày luôn. Là đúng rồi, đúng không? Rất nhiều những cái này. Và thầy chia sẻ với Vinh đó là cơ thể thì cần cái này, nhưng mà mình ăn thì ăn quá nhiều độc tố làm cho cơ thể phải bị vấn đề về lá gan. Và lá gan bị suy giảm thì ảnh hưởng vấn đề gì? Thì chút xíu nữa thầy sẽ chia sẻ với cả nhà mình cụ thể về cái này, đúng không? Và thì hôm nay đây chính là những cái dinh dưỡng giúp cho máu của mình được đầy đủ hơn. Và nếu như mình đưa đầy đủ những cái này vào trong cơ thể của mình thì chính thức cơ thể mình sẽ được đủ máu trở lại. Buổi học máu tới đây là hết rồi các chị. Các chị đi học hết máu chưa? Ok, cảm ơn các chị. Rõ hơn các chị, một video hay rõ hơn rất nhiều về cái quy trình mà máu mình mang dinh dưỡng đi thế nào, đúng không? Và làm việc gì trong cơ thể. Và giống như Vinh nói thì sau phần của Vinh đó là phần của thầy. Và thầy sẽ chia sẻ giúp cho cả nhà mình hiểu được những vấn đề liên quan đến lá gan và liên quan đến bệnh tự miễn là như thế nào. Vậy thì các chị ngồi thẳng lên đúng không? Đây là giây phút quan trọng nhất trong buổi chiều hôm nay, cũng là lớp học của mình đó các chị. Một tràng pháo tay thật lớn, hò hét thật lớn các chị ơi. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.